Ok, hello các bạn đang xem video của mình nha. Hôm nay sẵn là một cái video chỉ là để khảo sát nho nhỏ một xíu. Thì cái sự việc là nếu giờ bạn nào mà hay hoạt động trên YouTube là vừa rồi YouTube họ có cái một cái tính năng mới gọi là làm video ngắn vậy đó các bạn. Hình như mình nhớ không làm là short video gì đó. Thì nói chung là cái tính năng đó là họ cho quay hai dạng video, là một dạng là 15 giây với lại một dạng 60 giây. Đó. Thì mình thấy nó cảm thấy nó giống giống như là TikTok vậy các bạn. Không biết là các bạn nào mà có chơi TikTok là có cảm nhận như thế không. Thì mình cũng test thử. Thì sau một thời gian test thì hôm bữa mình nhận được một cái phản hồi nho nhỏ từ một bạn fan cứng. Thì bạn ấy nói rằng là cái do mình đăng cái video mà dạng short như thế á, thì TikTok, YouTube á, họ không có, giống như sao nhỉ, họ không có thông báo báo vô cái tài khoản của bạn ấy. Đó. Thì nếu giờ bạn nào mà nhấn dạng nhấn đăng ký kênh của mình, sau đó các bạn nhấn cái chuông thông báo báo kế bên cái nút đăng ký á, là khi mà mình đăng video mới là các bạn sẽ nhận được thông báo. Ví dụ như cái video này đi, bạn nào mà có nhấn cái chuông thông báo là khi mà mình up cái video này lên là chắc chắn là sẽ thấy được cái thông báo đó. Thì đầu tiên là mình thấy là cái bất cập đó, nhưng mà mình cũng không biết là sau một cái thời gian mà mình làm cái video ngắn như thế là các bạn có giống như có cảm nghĩ hay là gì không. Hoặc là thì hôm bữa mình nhận được cái phản hồi đó thì mình cũng dự định là một là mình vẫn làm video mà giống như dạng video ngắn mà khoảng 1 phút, nhưng mà mình đăng mà dạng giống như đăng bình thường thôi, giống như là video này đi mình đăng bình thường. Hai là mình sẽ làm vẫn tiếp tục với lại cái tính năng mà short video đó. Thì bạn nào mà có ý kiến gì thì hãy comment phía dưới phần bình luận của video nha. Rồi. Và nếu như bạn đã tham gia phần khảo sát thì cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Này mình dưỡng rồi nè.